rồi. Rồi hello anh em nha. Thì hôm trước em lên clip là bán cái đầu máy đó cô chú. Cái đầu máy Kawasaki hôm trước thì em lên thì rất là nhiều cô chú đặt hàng luôn. Thì hôm nay em lựa được một cái đầu máy là Kawasaki tum gời luôn nè cô chú. Nè, máy tum gời ha. Cái bố hồi nãy để đâu rồi ông thợ? Đó, đây. Đưa giùm cái bố ông thợ đây. Đây, thì em bán cái đầu máy em có tặng bố đàng hoàng cho cô chú luôn ha. Thì hôm nay cũng là máy khuyến mãi nha cô chú. Đặc biệt là hôm nay vẫn là máy khuyến mãi nha. Rồi, thì em khuyến mãi bất kỳ trong clip này, em sẽ báo giá con máy này siêu rẻ luôn cho cô chú. Đó, bây giờ cô chú theo dõi cái kênh giùm em nha. Rồi thì bên em, kênh em là chuyên bán hàng Nhật Bản nha cô chú. Đó, thì tất cả những con máy trong đây là máy tiễn bên em là hàng Nhật Bản, nhưng mà bên em là hàng tiễn nha. Đó, cô chú nào cần sử dụng máy cắt cỏ thì bên em rất là nhiều luôn. Ngoài kho em thì lúc nào cũng đầy. Đó, thì hình thức bán máy bên em làm bao ship tận nhà cho cô chú. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper ha. Cô chú được quyền test máy, đổ xăng vô, giật chạy ngon lành hết, xong rồi mới nhận hàng ha. Rồi thì bên em là không nhận cọc trước của cô chú luôn, để cho cô chú tin tưởng em 100% để đặt hàng bên em. Rồi trước khi vô bán máy thì em giới thiệu về bản thân chút xíu. Em ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang ha. Địa chỉ cửa hàng em là tại xã Minh Thuận luôn, tại chợ ha. Rồi thì em có những cái quà tặng này nè cô chú. Rồi vô quay quà tặng tặng cho cô chú xem nè. Đây, thì bên em bán, em có tặng một kèm một cái chắn cỏ. Khi cắt cỏ thì cỏ văng vô đây, không văng vô mình ha. Là một nè. Hai là một sợi dây đeo. Đó, dây đeo ha. Là hai món. Món thứ ba là một cây lục giác để mình lắp ráp cái tay lái, cây cần đồ vô đó. Món thứ tư là một cây lục giác. Đầu này thì mình mở lắp ráp lưỡi nè. Đầu này mở bugi. Còn đầu này thì mình mở ốc tua vít ha. Rồi món thứ này, bốn món này. Món thứ năm là một cái lưỡi dây cước nè, ổ dây cước hay cô chú. Đó, khi tặng em xỏ đầy vô một ổ nè. Mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ rất là thích cái này để cắt cỏ rất là an toàn. Là năm món. Món thứ sáu là một lưỡi dài. Lưỡi bên em là lưỡi xịn nha cô chú. Rất là sắc bén, bén luôn á. Lưỡi xịn nha, em quyết định là tặng lưỡi xịn, không dám tặng lưỡi dỏm nha. Có nhãn hiệu, nhãn mát đàng hoàng. Sáu món này tặng kèm. Rồi, thì bên em có bán nhớt hai thì ha. Cô chú nào có sử dụng nhớt hai thì bên em có bán luôn. Để em có cái bơm nước, để em lấy cái bơm nước giới thiệu luôn. Bên em có bán bơm nước luôn nha cô chú. Biết bỏ đâu rồi. Thôi, thì vô bán máy cô chú ơi. Thì hôm qua là em lên lô B, thì tiếp tục là em lên lô C. Em thì bên em có hai kênh nha. Kênh bên em là hàng Nhật Bãi Minh Kiệt là em đang quay nè. Còn kênh kia là máy cắt cỏ Minh Kiệt. Em có hai kênh bán máy nha. Rồi thì con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Makita. Đây, quỳ gần cho cô chú xem hiểu không? Đó, con này thì cái tem nó hơi chốc nha cô chú. Cái có trợ lực nè. Nè, lốc máy đẹp nè. Bình xăng con qua bờ gồ siêu tiết kiệm xăng. Thấy rõ không hiểu? Dạ. Quay vô cho cô chú xem rõ cái bình xăng con nè. Ốc 7 màu luôn ha. Quay gần cho cô chú xem. Đó. Rồi, bô đẹp. Đó, trước khi quay máy giao lưu với cô chú là em sẽ quay rõ từng chi tiết vậy nè. Không giấu điểm nào hết ha. Đó. Nè, con này thì em có lên ga bóp xe đạp cho cô chú nè. Ga bóp xe đạp xịn xò. Rồi đó, khi em tặng là em tặng em gắn sẵn vô vậy cô chú nè. Cái chắn cỏ em tặng là em gắn sẵn vô em gửi đi luôn. Đó, đầu bò chắn kẹp là chống phân cỏ nè. Rồi, test máy luôn cô chú ơi. Tới nơi thì em đổ xăng ra hết rồi. Cô chú đổ xăng vô ha. Về cô chú khui thùng ra đổ xăng vô mà dẫn nắp đây nè. Đổ xăng vô. Rồi, bơm xăng lên. Rồi, le đỏ tự động. Bật lên là mình giật thôi. Con này có trợ lực luôn ha. Này em bé 5 tuổi là giật chạy đó. Đó. Bật le xuống ha. Đó. Le đỏ tự động hay cô chú. Garanti cực kỳ nhuyễn ha. Rồi tắt máy.
Nè mấy con này là cỡ hơn 3 kg cô chú. Nè. Hơn 3 kg à. Nè cô chú coi cái thao tác em giật nè. Chỉ là mình nắm dây gì thôi, mình kéo thẳng dây ra là chạy thôi, khỏi có dùng lực gì hết á. Mấy chú lớn tuổi chứ con nữ chốt con này là đúng im luôn. Nè, ý, quên bật công tắc. À, siêu nhạy ha, tắt nè. Nè, thẳng dây ra là chạy à. Tắt nè. Này cái con á. Rồi tắt máy ha. Rồi, thì ký hiệu là C1. Bữa nay là lô C của tháng 3 nghe cô chú. Bữa nay là hình như ngày 6 tháng 3. Đấy, phải ngày 6 tháng 3 không? Bữa nay là ngày 6 tháng 3 lô B nghe cô chú, nhớ nói gì vậy giùm em nghe. B1 của ngày 6 tháng 3. Giao lưu với cô lô C em nói lộn lô B à. Đặt bỏ này đi. C 1 của ngày 6 tháng 3 giao lưu với cô chú giá 1.1 triệu. Đó, bao ship tới nhà tặng đủ đồ, nguyên một con máy Nhật. Có trợ lực luôn, giá có 1.1 triệu cô chú. Em tặng đủ phụ kiện, em bao phí tới nhà luôn đó. Nè. Rồi tắt ha. Máy này là cực kỳ êm luôn. Kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Giang Ma. Nhưng mà hôm nay cái em này là mấy ông thợ em ổng rửa bằng dầu đó, rửa xăng dầu cái tem màu đỏ xong mà chốc mất tiêu rồi. Đó, nè, Magu Giang Ma, nhưng mà thương hiệu này của người Nhật, sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. KC23 nòng 32 ly. Con này là chụp giật trợ lực lớn mà giật ngược luôn nghe cô chú. Con này là kéo thẳng dây ra là chạy à. Quên để em giới thiệu gọi cái hạ giật. Đây, con này thì cô chú không quan trọng ngoại hình thì chốt con này nè. Cái vỏ nó hơi cũ nha. Cái vỏ hơi cũ nhưng mà chất máy trong là em bao ghim. Tất cả những con máy em bán là em bao ghim hết. Ví dụ như cô chú mua ngay con máy này đi. Về cứ kêu mấy ông thợ máy cắt cỏ là thợ máy xăng dầu gì đó. Lại kiểm tra đầu óc, đồ coi nồng, đồ em có gã chưa. Thì bên em là chỉ là máy bãi bản về. Là bên em chỉ xúc cái bình xăng con. Rồi kiểm tra test máy ok rồi em mới gửi đi ha. Còn nồng nè, nồng bạc bích tông đồ là em bao ghim hết toàn bộ đó. Trước khi quay là em gửi đi nè cho cô chú nè, em bao ghim ha. Tới nơi cô chú cho mấy ông thợ kiểm tra mà nói gã rồi là em tặng luôn, khỏi lấy tiền. Tay lái ghim cần ghim nè ha. Đó, nói chung là em bao tới nơi thì nói cái máy mà có thay thế gì đó là em tặng luôn. Nè, đầu bò chắn kẹp chống quấn cỏ ha. Chắn cỏ ghim. Cái nào thay là em báo thay nha. Còn nào ghim là em báo ghim. Rồi. Thì quên hướng dẫn cho cô chú. Tại vì mình bơm, mình đổ xăng vô đây nè. Bình xăng nó nằm dưới, bình xăng con này nằm trên. Cái ống dẫn lên. Làm sao để cho xăng nó lên thì mình phải bóp vú nó. Nè, cái này nó có cái vú nè cô chú. Cái máy cắt cỏ nào, bất cứ cái nào cũng phải có cái vú. Đó, bóp vú cái xăng lên đầy cái vú ha. Xong cái mình đóng nghe. Lên ra. Nè, cô chú coi cái máy này nè, thao tác em giật nè. Móc bằng con tay út với con tay danh, kéo ra nè. Buông lại. Rồi bật e lên. Đó, kéo lại nó chạy cái ẹ gì rồi, cô chú nhớ bật e lên giùm em. Nè, cái e khi mình khởi động thì mình bật xuống vậy nè. Cái này nè. Đó, bật xuống nè. Khi khởi động xong mình bật lên. Bật lên là mình giật cái nữa là chạy luôn nè. Con máy này này chạy im cực kỳ luôn cô chú. Cái hơi đó nè. Quá đã. 23cc nòng 32 ly. Cái tiếng như tiếng máy mới cô chú. Nè tắt nè. Đó, công tắc ăn sao ha. À, cô chú coi nè, để trên đầu gối nè. Em chỉ kéo ra nè, kéo thẳng dây ra. Buông lại là chạy à. Nè. Kéo ra chưa hết dây nữa, buông lại là chạy à. Rồi tắt ha. Rồi, cô chú nào không quan trọng ngoại hình, em bớt con này siêu rẻ cho cô chú nè. Thường là 1.7-1.8 triệu đó. Nếu mà máy đẹp, cái tem còn đẹp á. Còn máy này là cái vỏ xấu thôi nghe, còn chất máy trong là em bao phê luôn. Em quay vô đây cho cô chú xem. C2
giao lưu với cô chú giá 1 triệu triệu tư thôi đó, bớt 400 luôn, thường là 1 triệu 7, 1 triệu 8 đó cô chú, nhưng mà bữa nay con này là 1 triệu tư thôi, nhưng mà vẫn bao ghim cần nè, bằng nhôm là đẹp từ đầu tới đuôi ha. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Makita đó, Makita 23cc nòng 32 ly, đây bình xăng Wambergo siêu tiết kiệm xăng, lốc đẹp, bô đẹp, đây nè con này đẹp nè cô chú, đây có cái tem Lema này, là thương hiệu này là siêu tiết kiệm xăng nè Makita, ngoại hình máy này còn quá đẹp. À, quay rõ gần lại cho cô chú xem cái bô nó nè, hiểu đó, đẹp thấy rõ không? Dạ rõ đó, đây ngoại hình còn quá đẹp cô chú ơi, đây tay lái nè, con này là còn ken saben luôn, chính hãng của Nhật ha. Rồi con này là được cái ổ cước của Nhật dính chung theo máy luôn nè cô chú, khi mà gửi đi là em xỏ đầy ổ này em tặng luôn, xỏ dây đàng hoàng tặng cho cô chú ha. Rồi thì cái ổ cước này nó sẽ dính vô cái đầu bò này, thì cô chú không muốn xài này thì mình tháo cái này ra, mình gỡ cái ra, mình gắn cái lưỡi vô là bình thường ha. Rồi chắn cỏ ghim, con này là ghim nguyên con này là chưa có da chạm miếng nào sữa sang gì trời của nó vậy đó. Rồi con này là cũng bóp vú nè, cái vú nó nằm trước nè, nó đè xuống bóp vú nó, bóp ép gì nè, đóng nghe lên nhẹ miếng ga thôi nghe, lên quá này là cái ga nó bật ra nè, con này có trợ lực luôn. Rồi, lên ga nè, đó le đỏ tự động nó tự nhảy ra nghe cô chú, nè nó chạy cái tiếng nó thì thầm nó đã nè cô chú. 23cc nòng 32 ly, thương hiệu Makita. Nó đã nè cô chú. Rồi công tắc phía sau. Là tùy nhiễn cực kỳ á. Con này cực kỳ đã cô chú ơi, chốt ngay con này nè, mới đúng bài nè. C3 giao lưu với cô chú giá 1 triệu 7, máy siêu đẹp ha, bao ship tới nhà tặng đủ đồ. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Yanma, con này có trợ lực nữa. Đây nè mấy ông thợ em ổng rửa nó chạy nè, nó dơ nè, ở nó bị phai màu của cái tem nè, còn máy là nó đẹp coi nè cô chú, long lanh luôn. Đây bình xăng Wambergo siêu tiết kiệm xăng ha, lốc đẹp trắng tinh nè, bô đẹp nè đó, ngoại hình máy này còn đẹp ha, ghim từng con ốc nè cô chú, ghim từng con ốc, đây tay lái ghim cần ghim, đây đầu bò chắn kẹp ghim chống quấn cỏ, chắn cỏ ghim nè. Rồi thì thao tác giật của mình thì nó có 3 thao tác, cũng bóp vú, đóng e lên ga, rồi cũng kéo thẳng dây ra nè, buông lại, rồi bật e lên, nhớ là bật e lên liền ha. Rồi giật cái nữa, nghe tiếng nó giòn nè cô chú, đã cực kỳ luôn. Mấy con này là cái hơi đó, công nhận cái hơi nó còn đã ghê. Rồi
Rồi, công tắc thì nằm phía sau lưng nghe cô chú. Nè, tắt xuống ha. Nè, cô chú coi nè. Hình như là mấy con này là bên Nhật xài chưa gì chân là bỏ ra bãi rồi. Tại vì bên Nhật xài khác mình nha. Ta xài tới hạn là người ta phải bỏ ra bãi thôi. Mình gọi là hàng nghĩa địa của Nhật đó cô chú. Nè, kéo ra nè. Đó, buông lại là chạy ra. Nè, tắt nè. Kéo ra, buông lại là chạy ra. Mấy chú lớn tuổi mê lắm. Tại con này nó cũng khoảng 4kg cô chú. Nè, tắt nè. Nồng 32 ly ha. Siêu nhảy. Rồi. C4. Cái này là bị dính băng keo nghe cô chú, nó không bị lỗi gì ha. Bị dính băng keo thôi. Băng keo này chùi cái ga nè, nè. Băng keo vàng mình dán vô cái nó dính băng keo á. C4 giá 1 triệu 7 luôn. Hôm bữa nay là nhiều máy nòng 32 nghe cô chú. Bữa nay hôm trước em lên 9 con thì cô chú chốt hết 9 con, bữa nay lên quyết định lên 9 con nữa. Rồi, thì cô chú nào mà ví dụ như xem clip này mà nào giờ chưa từng sử dụng máy cắt cỏ thì cứ alo trực tiếp tới em đi. Nói kìa coi nhà chú có 10 công đất thì lựa cho chú cái máy, hoặc là nhà chú có 100 công đất lựa cho chú cái máy. Chứ để nhiều chú mà không biết á, nhà có 100 công đất mà lựa cái máy nhỏ xíu cắt đâu có vừa đâu. Hoặc là nhà có 1 công một mà chốt cái máy bự cắt nó cũng phí ha. Cứ alo đi, em lựa cho. Rồi kế tiếp là thương hiệu Mitsubishi TNL23 ha. Con này thì có lỗi hai điểm này nè. Một cái cộng nang này nè, viên cộng nang này là bị gãy nè cô chú. Đó, này mình bẻ bỏ luôn cũng không có gì chứ á. Tại cái miếng nhựa ở ngoài thôi. Nhưng mà nó hơi xấu xíu nên em giảm giá. Thường là con Mitsubishi này giá 1.8 triệu. Bữa nay có gãy miếng này thì em giảm giá. Cô chú nào không quan trọng cái vẻ bề ngoài chốt mấy con này nè. Đúng im luôn nhưng mà giá rẻ. Đó, ghim từng con ốc ha. Mấy đường điện này là khi đi là thợ em kiểm tra gom gọn lại hết à. Tại vì em phải làm kiểm tra hàng cho trước khi gửi đi, chứ để làm còn là sạch vậy tới nơi mà cô chú không nhận hàng là chết luôn, lỗ chết luôn, nên em phải làm kỹ lắm. Đây, của nó là ghim của nó là tay lái ngắn như nè cô chú. Đó à, một cái tay nắm ở đây, còn tay này mình lên ga nè. Đó, còn cái tay này là em tặng kèm vô, em gắn vô sẵn cho cô chú, về muốn xài này cũng được mà xài này cũng được. Nó có hai chức năng nè. Nè, cái cần sơn tĩnh điện rất là đẹp ha. Cái chân cỏ ở bển về là gãy hết rồi. Thường là em gắn vô sẵn gì cái mới em tặng vô cho cô chú. Nè, đầu bò xịn sò của hàng Nhật Bản Mitsubishi ha. Rồi, bóp vút. Con này le đỏ tự động, bật le không cần lên ga ha, bóp chú lên le là giật thôi, có trợ lực luôn. Quên bật công tắc đây nè cô chú, đi khi giật mà nhớ bật công tắc nè, để gì đây là giật hoài không chạy nè, phải đẩy xuống đây giật nó mới chạy. Đó, lên ga. Đó, lên ga là le đỏ tự động, nó tự nhảy nè cô chú. Rồi, con này là em nghe cái tiếng bô của nó là bị rớt cái tàn ở trong đó cô chú. Nè cô chú nghe nó ten ten ở trong nè. Nè, rồi cái tàn ông ở trong cái bô á, vậy nó kêu sàn sàn ở trong á. Con này mình chạy lớn thời gian lỡ chân tàn ra hết là nó không còn nghe tiếng kêu nữa. Rồi tắt máy nha. Đây con tắt đây. Máy chạy còn cực kỳ chuẩn luôn, nghe tiếng cực kỳ chuẩn nha chú. Cô chú. Rồi con này là con C5. Thường là 1.8 triệu em giảm giá luôn. Giờ gãy hai cộng nang với cái tàn bô, 1.8 triệu giảm cho cô chú, còn 1.4 triệu luôn. Mitsubishi còn 1.4 triệu cô chú ơi, không quan trọng vẻ bề ngoài, chốt con này nè cô chú. Rồi kế tiếp cũng là đến từ thương hiệu Mitsubishi 23cc nòng 32 ly. Con này thì ngoại hình nó còn đẹp,
nè, bình xăng cũng chế hai kim, lốc đẹp, bô đẹp, sắn gực ha. Thấy gõ bô không Hiếu? Dạ thấy. Nè, thấy gõ bô không Hiếu? Dạ thấy. Quá đẹp luôn. Nè, soi cho thật kỹ nè cô chú. Đó, đó 23cc, nhìn thấy số sơ ghi rồi gõ nét ha. Nồng 32 ly. Đó, khi gửi đi là em quay chi tiết không giấu điểm nào hết nghe cô chú. Nên cô chú an tâm ha. À, tay lái ghim cần ghim nè. Còn cái tem trên bên trên cái cần thì nó chốc à. Còn cái cần thì còn đẹp nhưng mà cái tem chốc. À, đầu bò trắng kẹp xịn của nó luôn. À, trắng cỏ thì em gắn sẵn nè. Con này ghim 100% chỉ có gắn trắng cỏ mới thôi. Rồi, bóp vú. À, đóng le. Lên ga. Rồi giờ còn có này có trả lực luôn. Chạy nó đã nè cô chú. Mitsubishi nó chạy cái tiếng nó đã cực kỳ ha. Rồi tắt nè. Tại vì bên Nhật cái bản là em biết, theo em biết là không có xài nhiều chứ, xài chưa chân nè. Bô cái bô mà nếu mà xài nhiều là nó sẽ nó đóng khói hết này. Còn bô nó sáng nè cô chú. Sáng gực luôn. C6. Giá 1.800.000 đúng giá nó ha. Còn C5 là em giảm giá. Rồi tới con quái phiên mãi luôn cô chú ơi. Tới con máy phiên mãi luôn. Sẵn tới nói rồi đem ra phiên mãi luôn. Cô chú nào mà theo dõi tới lúc này nè, mới chốt nè. Đó. Rồi, thì con này là bình xăng da băng ha. Lốc da băng. Con này là ghim nguyên con hàng Nhật Bản nha cô chú. Chưa gia chạm gì hết. Nè, thương hiệu Kawasaki TG18. Đó. Tặng cái bố đàng hoàng vô cho cô chú ha. Thì gửi đi là em tặng bố gắn sẵn vô cho cô chú. Về khi mà gắn vô rồi hay giờ kia cô chú. Chứ để khi mà cô chú nhận mà cô chú gắn gì đây, giật cái bố nó bung ra nó văng mình, chúng mình nguy hiểm nha. Nên cô chú nếu mà có test máy thì gỡ cái bố ra ngoài. Rồi con này thì C7, ký hiệu là C7. Em giao lưu với cô chú giá 300. Thọ khuyến mãi nghe cô chú. C7 giá 300. Rồi nhanh tay đặt hàng nghe cô chú ơi. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Echo. Hôm nay đựng con Echo. Echo 260. Đây bình xăng Wambago. Con này là siêu tiết kiệm xăng. Đây Echo 260. Đó thấy rõ không Hiểu? Dạ thấy. Rồi đó. Lốc đẹp ha. Nói chung là con này là ngoại hình nó trung bình. Nó không đẹp nhưng mà nó cũng không xấu. Thấy rõ trong bô. Dạ thấy. À, quay rõ chi tiết cho cô chú xem ha. Đây tay lái ghim nè. Cần ga bóp xịn sò ha. Đây Echo 260. Đây đầu bò trắng kẹp là chống quấn cỏ ha. Trắng cỏ ghim. Rồi bóp vú. Làm gì làm cũng đừng quên bóp vú nha. Bóp vú. Đóng e. Lên ga. Rồi giật là nổ liền. Hạ e xuống. Ê cho e. Cô chú pha xăng nhớt sao ra khó gì nè cô chú. Đó. Cái này là pha hơi nhiều. Hơi nhiều là tối ra hơi nhiều nó mát máy nha. Đây cái vỏ nó gì nè cô chú. À, cô chú không quan trọng vẻ bề ngoài chốt ha. Đây cái vỏ nó hơi xấu xấu nè. Hơi xấu ha.
Thấy rõ không Hiếu? Dạ thấy. Rồi C7, con này cái vỏ nó hơi xấu, giao lưu với cô chú giá 1.500.000 thôi, đồng 34 ly luôn nha, mà 1.500.000 rồi cô chú. Nói chung là con nào bị lỗi là em giảm giá liền, mà bù lại là được bóp xịn nè. Đó, cô chú nhớ là 1 lít xăng mình lần vô 4 nắp nhớt nha, nó hơi ra khói chút xíu nhưng mà chạy là từ sáng tới chiều nó không có bị gì hết, nó rất là mát máy. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Ryobi, cái này cái tem hơi chóc xíu nha cô chú. Đó, có sao lại báo gì cho dễ. Cái tem nè, thấy rõ cái tem không Hiểu? Dạ thấy. Vì chóc miếng ha. Dạ. Nè, thương hiệu là Ryobi 2660, nồng 34 ly ha. Đó, thương hiệu là Ryobi. Ryobi. Đây. Đó, bình xăng siêu tiết kiệm xăng nè. Mấy con này là tiết kiệm xăng cực kỳ luôn á. Nè, Ryobi. Nè, cái tem nó cũng hơi chốc chốc nè. Chốc cái vỏ bóng ở ngoài thôi nghe. Còn cái tem nó trong cũng còn ok nè. Nó có làm sao là em quay rõ nè. Con này thì tum bằng nhôm. Bằng nhôm này, nước sơn vô nó hơi chốc chốc sơn ha. Nó hơi hột mè xíu. Nhưng mà đổi lại cái là được ra bóp mỏ dịch xịn xo. Cái cần nó cái màu xanh xanh lục bảo. Quá đẹp. Đây, đầu bò chân kẹp chống quấn cỏ. Rồi, chân cỏ gắn sẵn ha. Rồi, bóp vú. Bật ke lên ga, con này có trợ lực luôn cô chú. Nghe cái hơi này cô chú. Bao im luôn, con này là phải nói là bao im luôn. Cái tua cực kỳ êm ha. Rồi, cam thi diễn nhờ nha. Rồi, công tác nằm trên tay lái nè cô chú. Đó, đẩy công tác nè. Khi mình cắt thì mình nắm cái tay gì nè. Tay này bóp nè. Khi nào mà cặp trước ngay giật là mình tắt nè. Đó, ra bóp mỗi dịch là nó có chức năng đã vậy đó. Con này là ngoại hình còn quá đẹp nha cô chú. Rồi, C8. Hai mươi sáu nòng 34, giá 1.800.000. Thì cần nữa sơn tĩnh điện quá đẹp. Rồi, còn cuối cùng là đến từ thương hiệu Magu Yang Ma. Magu sát lớn nè. Magu Yang Ma 2620 nòng 34 ly. Đây, chế hai kim qua mà gò ha. Nè, lóc đẹp, bô đẹp. Đây, tâm rời. Con này ngoại hình còn quá đẹp. Bô còn sáng rực ha. Này là mình nhìn là biết là Nhật chưa xài gì hết ha. À, tay lái gin nè. Gin, cần gin. Magu nè. Đầu bò chân kẹp lớn luôn nè cô chú. Đầu bò quá đẹp luôn, cái màu nhôm đó cô chú. Chân cỏ gin. Rồi, bóp vút. Ba ke lên ga, giật cái ha, e xuống, giật cái nữa. Nhà cô chú nào có chừng trăm con đất đốt mấy con này nè, chạy bao phê luôn. Bơm nước hay gì đó cô chú mua con này nè. Bơm nước cắt cỏ cho bò cho trâu ăn đó là nhà mình ruộng mình gãy gì đó. Làm nhiều thì cứ mua con này đi. Con này chạy bao phê luôn. Đó, công tắc nằm trên ta lái nè. Rồi tắt ha. Rồi thì con C9 là con máy cuối cùng. Đó, em lên nhiêu đó thôi. Còn cô chú nào muốn kêu em lựa thì em tự lựa cho cô chú ha. C9 giao lưu với cô chú giá 2.200.000. Đó, tùm rồi. Máy đẹp, bao im bao chuẩn con này luôn. Rồi, nhà cô chú nào mà có vườn nhiều đất nhiều mà không chưa biết cách mà chọn máy được cô chú thì cứ alo cho Minh Kiệt ha.
Rồi số điện thoại của em là 0944 757 757 hai lần ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú.